Virus viêm gan B lây qua đường nào? Virus viêm gan B có cơ chế lây nhiễm giống với virus HIV. Tuy nhiên, với những đặc tính riêng biệt, viêm gan B được cảnh báo là còn nguy hiểm hơn cả HIV. Với virus HIV, không thể tồn tại lâu bên ngoài cơ thể và không thể lây nhiễm trong môi trường tự nhiên, thì virus viêm gan B có thể sống ở bên ngoài ít nhất 7 ngày. Và trong thời gian này, virus vẫn có thể xâm nhập vào cơ thể người mà không được tiêm vaccine. Cũng giống như virus HIV, virus viêm gan B lây nhiễm chủ yếu qua đường máu, quan hệ tình dục và lây từ mẹ sang con. Khả năng lây nhiễm của virus viêm gan B cao gấp 100 lần HIV. Dưới đây là ba con đường lây nhiễm viêm gan B cần lưu ý. Lây từ mẹ sang con. Phụ nữ mang thai nếu bị nhiễm virus viêm gan B có thể truyền bệnh sang cho con. Tùy vào từng giai đoạn, thai kỳ cụ thể mà tỷ lệ truyền sẽ khác nhau. Cụ thể, nếu mẹ mắc bệnh trong 3 tháng đầu thai kỳ thì tỷ lệ lây truyền khoảng 1%. Nếu bị nhiễm ở 3 tháng giữa thai kỳ, tỷ lệ mắc bệnh ở thai nhi khoảng 10%. Nếu thai phụ nhiễm ở 3 tháng cuối thai kỳ thì nguy cơ nhiễm sẽ tăng lên 70%. Đặc biệt, nếu không có biện pháp bảo vệ sau sinh thì nguy cơ lây nhiễm sang con lên đến 90%. Lây qua đường máu. Virus viêm gan B có thể lây dễ dàng qua đường máu, hiến máu, tim, xăm hình nếu dụng cụ không được khử trùng đúng cách. Ngoài ra, việc sử dụng dao cạo râu chung, bàn chải đánh răng chung với những người bị viêm gan B thì có thể khiến bạn dễ dàng lây bệnh. Lây qua quan hệ tình dục. Quan hệ tình dục với người nhiễm viêm gan B mà không có biện pháp phòng tránh cũng có thể khiến bạn có nguy cơ cao bị nhiễm bệnh. Virus viêm gan B có thể lây nhiễm thông qua tất cả các hành vi tình dục khác giới hoặc đồng giới. Chúc bà con mình nhiều sức khỏe, tạm biệt và hẹn gặp lại.